em được ăn mì tôm sống hả con? Sao lại ăn mì tôm sống thế này? À, mẹ có một món liên quan đến mì tôm sống. Mẹ sẽ lấy nấu cho hai đứa ăn nhá. Ok, chờ mẹ một tí mẹ chuẩn bị nhá. Nước ga đây, con để đấy đi. Để đấy rồi mẹ lại mẹ nấu cho. Con đi lấy sữa à, con lấy sữa cho em ăn rồi ở uống với nhá. Đây rồi. Đấy, cậu biết đây là món gì? Tay mẹ luộc lên xong mẹ rán nhuyễn ra ấy. Xong bây giờ mẹ sẽ rắc mì tôm lên mẹ nấu cho hai chị em ăn nha. Cho ngập dầu luôn. Đi 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 hóng mẹ chiên hả? Đi đi ngồi bên đấy cho nó đỡ bị nóng dầu con nha. Con lấy cho em một hộp đi. Đây cho năm con đây đang còn mì tôm. Cái này phải bóp nát thì tôm làm mới ngon. Để cho lửa nhỏ thôi nhá. Chóng mạnh một cái là được mà con đâu phải cần. Bóp phải nát thì tôm ra thì nó mới dính được. Chiên thôi nhờ. Đó em gấu món này ăn có ngon không? Ủa cái bột này mẹ làm nhã quá. Khó ăn rồi. Để mẹ một con heo đất. Con heo đất á? Đâu rồi nhỏ? Anh cún nhà mình đâu rồi ta? Chiên đây xong rồi tí là để dành cho anh cún lại nhá. Đi đi chờ mẹ một tí nhá. Để một con heo đó. Con heo đất siêu to hộp nổi. Nhỏ, heo đất nhỏ mà. Nhỏ à? Thế mẹ lại tưởng là nó siêu to chứ. Mẹ lại tưởng siêu to, mẹ bảo nó siêu to.
Đố con ở trong đây có những bột gì? Bột bột khoai tây nè, củ khoai tây mẹ 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 luộc lên xong mẹ nghiền ra ấy. Xong rồi bột năng nè, rồi mẹ cho thêm gia vị nữa nè. Tiêu hết cho con. Thì để cái lọ này xuống dưới cho con, hết rồi. Vàng rồi. Các cái vàng rồi. Gấu dính cái gì hay sao mà em tin nó nhiều thế? Viên duy nhất. Thì con mì tôm mà mày để mì tôm xuống đây luôn nhá. Xong rồi tí nữa rồi ta ăn nhờ. Đây mày để cái dĩa lên. Không qua em đi ơi. Ống của em đi đây à? Thế rồi. Úi đúng con. Cái này là cái để bỏ cái bánh này mà. Đó là cho hai chị em ăn nhá. Con là con cắt sữa đi, hai chị em vừa uống sữa xong đừng có uống nhiều nữa con. Đây này, chín rồi. Wow. Lắc vào đây nhá. Chờ tí cho nó nguội rồi nặng lấy con nhá, chứ không là nó nóng quá đấy. Wow, lúc này mẹ bỏ mấy cục nhỏ mà giờ nó to nhờ. Siêu to, ngon quá. Mẹ đang nổ. Tí sao á? Tí ngồi chờ mẹ. Mẹ đang nổ mà. Chờ mẹ lâu quá hả? Mẹ đang nổ mà. Ừ, cái nhỏ đúng rồi. Mẹ nói nhỏ. Lúc này bỏ một bỏ đĩa này mà giờ đầy luôn. Wow. Để mẹ thổi cho hai chị em ăn nha. Rồi bây giờ qua đây ngồi mẹ được rồi này. Qua đây. Con qua đây ngồi mẹ lấy cho con ăn. Đi, đi đi, qua đây. Con bước qua đây. Đi. Rồi con ngồi yên đi. Ngồi yên mẹ lấy con ăn. Này, gấu ơi. Mẹ đang muốn ăn nữa. Thì đây, nhìn này. Thơm không? À, thơm quá. Ngon chưa? Thơm ba. Đi đi ngồi thẳng đây con. Là để mẹ lấy cái hộp sữa ra này, hai chị em để cái hộp sữa dưới đây để mà ngồi à? Hả? Để mẹ thổi cho hai chị em ăn nha. Yeah. Còn chưa để lấy cho hai chị em ăn. Cầm được rồi đấy. Cầm được rồi. Đó, con lấy miếng đấy đi. Nè. Ngon lắm. Mời hai chị em nha.
Wow. Dẻo dai chưa? Thổi đi bên trong nóng ấy con ạ. Để mẹ bẻ ra mẹ thổi cho nào. Mẹ thổi đi đi này. Nóng không? Cẩn thận. Để mẹ bẻ cho gấu nào. Để mẹ bẻ mẹ thổi cho. Bên trong nóng á. Đi đi cầm không? Bên trong nó còn nóng nguyên luôn. Con cầm cái này con ăn trước thì mẹ thổi cái này cho. Hơi hơi nóng. Chị ăn, thấy ăn được không? Thấy mẹ làm ăn ngon không? Mẹ thử xem nhá. Mẹ mời hai chị em. Ngon hả? Mời hai chị em nhá. Chứ lúc đầu còn thử thử chứ. Thử xem mày làm có ngon không rồi mới ăn. Giòn lắm, dẻo nữa nhở. Bên trong dẻo, giòn. Mẹ kêu ăn bên trong. Ừ. Mẹ kêu ăn ra mày luôn.